Phật là Đại Y Dương. Cho hỏi Thẩm tiên sinh có nhà không? Có, nhưng mà hôm nay người thì khá đông, mời ông qua bên kia ngồi nghỉ chờ chút nha, được không? Xin chào lão bá. Lão bá đến xem bệnh hả? Đúng vậy đó, tôi nghe nói y thuật của Thẩm đại phu rất giỏi, lại có lòng hướng thiện nữa. Dạ đúng vậy, Thẩm tiên sinh là người rất tốt. Lần trước tôi tới, thấy ông không những không nhận tiền của bệnh nhân mà còn tặng cho mỗi người một bao gạo lớn nữa đó. Đúng thật là một đại phu hiếm có đó. Tôi còn nghe người làm ở đây nói Thẩm tiên sinh còn là một người tin Phật, niệm Phật nữa đó. Vậy thì chả trách ông ấy từ bi như vậy. Dạ đúng như vậy. Vị bác sĩ tốt bụng, có lòng từ bi cứu người, tên là Thẩm Trung Húc, là người vào thời Triều Thanh. Vào năm cậu 25 tuổi, thầy tử đã qua đời. Từ đó, cậu chuyên tâm tu trì pháp môn tịnh độ. Tại những ngôi miếu, đầu phố, cuối phố, cậu viết nhiều Phật hiệu và cách ngôn tịnh thế, khuyên hóa mọi người niệm Phật. Nếu như cậu gặp bệnh nhân bệnh nặng, Thẩm Trung Húc thấy trong lòng không vui, rất khó mở lời nói với bệnh nhân. Nghiệp chướng con rất nặng, tôi không có đủ khả năng để cứu ông đâu, cũng không có cách nào khác nữa hết đó. Không mà, Thẩm tiên sinh, ông nhất định phải cứu tôi đó. Tôi thật sự không còn cách nào khác nữa hết. Thẩm tiên sinh à, mọi người đều nói ông rất từ bi, ông nhất định phải cứu tôi, nhất định phải cứu tôi. Không còn cách nào khác nữa, vậy thì ông nhất định cần phải niệm Phật thôi. Niệm Phật hả? Nếu niệm Phật, bệnh tôi sẽ khỏi sao? Đúng vậy đó. Thế giới Tây Phương Cực Lạc có một vị Phật hiệu là A-di-đà. Nếu như ông có thể dùng tâm chân thành niệm một câu danh hiệu của Phật á, thì có thể tiêu diệt tội trong 8 kỷ tiếp sinh tử. Như vậy, ông có tin điều này hay không đây? Bệnh nhân gật gật đầu. Thẩm tiên sinh nắm tay bệnh nhân và tiếp tục nói. Vậy thì ông có thể niệm câu A-di-đà Phật không? Nếu như ông thật sự có thể niệm Phật, vậy thì bệnh của ông vẫn có thể hy vọng được chữa trị khỏi đó. Thế là bệnh nhân làm theo lời Thẩm tiên sinh, tập dần thói quen niệm Phật. Sau đó, ông mới kê đơn thuốc cho người bệnh. Điều kỳ lạ là, sau khi người bệnh niệm Phật lại uống thuốc của Thẩm tiên sinh cho, thì nhanh chóng căn bệnh nặng đã từ từ được khỏi hẳn. Do đã phối hợp tôn giáo và sức mạnh của lòng tin, cho nên phương thuốc của Thẩm Trung Húc luôn luôn đặc biệt linh nghiệm. Cho nên những người theo ông hướng về cửa Phật càng ngày càng nhiều hơn.